Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tài chính số 1 tháng 10 năm 2022 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Ngay sau đây là những tin tức tài chính đáng chú ý trong tuần và những thông tin chính sách trong lĩnh vực tài chính mới được ban hành. Ngành tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những tháng cuối năm. IMF nhận định chính sách tài khóa của Việt Nam đang hỗ trợ tốt cho nền kinh tế. Cán bộ thuộc 11 lĩnh vực tài chính thôi chức từ 1 đến 2 năm mới được thành lập doanh nghiệp. Bộ Tài chính đề nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài. Điều tra làm rõ vụ 200.000 lít dầu tạm nhập tái xuất đưa vào tiêu thụ nội địa. Thưa quý vị, chiều 4 tháng 10 năm 2022, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 9, quý 3 năm 2022 và kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 10, quý 4 năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị. Theo báo cáo từ Tổng cục Thuế, lũy kế 9 tháng qua, tổng thu nội địa đạt 1.104.000 tỷ đồng, bằng 94% dự toán nhờ giá dầu thô tăng cao đầu năm. Kinh tế xã hội khởi sắc ở hầu hết các lĩnh vực và đặc biệt, hoạt động sản xuất kinh doanh đang phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, thu ngân sách của ngành thuế sẽ gặp nhiều khó khăn do tốc độ tăng thu đã giảm dần qua các tháng gần đây. Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ về ngân sách, đồng thời tiếp tục tập trung các giải pháp quản lý thuế thương mại điện tử, hóa đơn điện tử. Về phía ngành hải quan, tổng thu do cơ quan hải quan quản lý đến thời điểm này ước đạt 93% dự toán. Năm 2022, dự toán thu thuế xuất nhập khẩu là 425.000 tỷ đồng. Cơ quan hải quan phấn đấu sẽ thu vượt mức kế hoạch được giao. Phát biểu tại cuộc họp, các lãnh đạo Bộ Tài chính đều đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua, đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, chất lượng cơ bản được đảm bảo. Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành cho đến thời điểm hiện nay có thể nói chúng ta đã phấn đấu, đã làm một cách tinh thần trách nhiệm hết sức cao và đạt được cái kết quả ghi nhận. Những tháng cuối năm 2022, với cái tinh thần đó thì chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của ngành tài chính trong năm 2022 được Đảng và Nhà nước giao cho. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đặc biệt lưu ý một số nội dung cần triển khai trong tháng 10, đó là rà soát trả lời kiến nghị cử tri, các đề án bộ giải trình trước Quốc hội, các vấn đề dư luận quan tâm. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thuế hải quan tập trung vào nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, có phương án điều hành thu ngân sách nhà nước trình bộ, đảm bảo tiến độ trình các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo dõi sát thị trường, có giải pháp phù hợp theo chức năng quản lý, đảm bảo thị trường phát triển an toàn, ổn định và minh bạch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Cục Quản lý giá cần tiếp tục tham mưu chỉ đạo điều hành giá, góp phần kiểm soát lạm phát. Vụ chính sách thuế dự báo các chính sách thuế từ nay đến cuối năm để sớm đề xuất với các cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phù hợp với thực tiễn. Ngày 3 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi có buổi tiếp và làm việc với ông Robert Caprot, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ cùng đoàn công tác, nhằm trao đổi các nội dung liên quan tới hội nghị tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2023. Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi ghi nhận và đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng phát triển, sâu rộng và thực chất trên tất cả các lĩnh vực, cũng như quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính giữa hai nước với nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng đã được ký kết. Thông báo tổng quan về Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2023 do Hoa Kỳ là quốc gia chủ trì. Tại buổi làm việc, ông Robert Caprock cho biết chủ đề ưu tiên của hội nghị lần này là vấn đề tài chính cho chống biến đổi khí hậu và tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, chủ đề mà Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ rất quan tâm và đề xướng khái niệm kinh tế học nguồn cung thời hiện đại. Đây là ý tưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất nhằm tập trung cải cách cơ cấu tăng trưởng năng suất, phát huy nguồn lực để nâng cao năng suất lao động. Trao đổi về các nội dung này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2023 tại Hoa Kỳ đặt ra là nhu cầu rất quan trọng với Việt Nam trong thời gian tới. Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tham gia tích cực và tin tưởng nội dung này sẽ là chủ đề được thảo luận sôi nổi tại hội nghị. Ngày 3 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, đoàn cán bộ của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF do bà Era Daplanoris, trợ lý vụ trưởng vụ châu Á-Thái Bình Dương làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với các vụ cục thuộc Bộ Tài chính nhằm trao đổi hoàn thiện bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và IMF. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hoàng Diệu Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 22 tới ngày 29 tháng 9 năm 2022,
đoàn cán bộ của IMF đã làm việc với nhiều đơn vị của Bộ Tài chính để nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình triển khai các giải pháp về chính sách tài khoá, chính sách thuế, chính sách quản lý nợ công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam sau đại dịch COVID-19, giải pháp về kiểm soát lạm phát, giải pháp tài chính đối với biến đổi khí hậu. Thay mặt đoàn cán bộ của IMF, bà Era Dablanoris tóm tắt những đánh giá của IMF liên quan đến kết quả các buổi làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, đưa ra những phân tích và khuyến nghị cụ thể của IMF về một số lĩnh vực liên quan tới điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách tài khoá. Cũng theo bà Norris, IMF dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 sẽ khoảng 7-7,5%, lạm phát trung bình thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4%. Kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ trong các ngành sản xuất, chế tạo, bán lẻ và du lịch. IMF khuyến nghị Việt Nam cần phối hợp các chính sách vĩ mô một cách cẩn trọng để quản lý rủi ro và giảm nhẹ tác động của các lựa chọn đánh đổi về chính sách, tiếp tục tiến hành cải cách để đảm bảo tăng cường bền vững, phát triển doanh nghiệp, tăng cường đầu tư và vốn con người. Về chính sách tài khoá, IMF nhận định chính sách tài khoá của Việt Nam đang hỗ trợ tốt cho nền kinh tế. Các biện pháp miễn giảm, giãn thuế đã triển khai theo đúng kế hoạch, cải cách về quản lý thuế như tăng cường thu thuế thương mại điện tử và củng cố quản lý rủi ro tuân thủ được ghi nhận. IMF khuyến nghị các chính sách tài khoá cần linh hoạt trong bối cảnh nhiều bất ổn đáng kể. Tiếp sau đây là những thông tin về các văn bản chính sách mới trong lĩnh vực tài chính đáng chú ý trong tuần. Theo Nghị định số 59 năm 2022 của Chính phủ, quy định về định danh và xác thực điện tử, chủ thể danh tính điện tử là cơ quan tổ chức công dân Việt Nam, không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2022. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 60/2022. Theo quy định tại thông tư này, có 11 lĩnh vực người có chức vụ quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý, sau khi thôi giữ chức vụ trong thời hạn từ 1-2 năm. Thông tư số 60 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2022. Quý khán giả có thể tìm hiểu thông tin chi tiết các văn bản chính sách trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam tại địa chỉ thoibaotaichinhvietnam.vn. Còn sau đây là những tin tức đáng chú ý khác của ngành tài chính trong tuần. Thưa quý vị, trước tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài các tháng đầu năm 2022 là rất thấp, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022. Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ giải ngân theo hình thức ghi thu ghi chi, kế hoạch đầu tư công, vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng đầu năm 2022, trung bình cả nước mới chỉ đạt 15,48% kế hoạch vốn được giao. Đây là mức rất thấp, trong đó tỷ lệ giải ngân bình quân chung của các địa phương là 11,5% kế hoạch vốn, tỷ lệ giải ngân của các bộ ngành là 22,94% kế hoạch vốn. Việc chậm giải ngân nguồn vốn nước ngoài làm ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành và các địa phương. Trên tinh thần ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 124 mới được ban hành, để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân, kế hoạch đầu tư công, nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện các giải pháp gỡ khó trong giải ngân. Sớm có rà soát về việc phân bổ, tiến độ giải ngân của từng dự án, trên cơ sở đó thực hiện điều chuyển kế hoạch sang các dự án khác trong nội bộ có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn. Đồng thời, có văn bản tổng hợp và gửi lại Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 10 năm 2022, báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các dự án thuộc phạm vi quản lý 9 tháng đầu năm 2022 và ước cả năm chi tiết đến từng dự án. Trong đó nêu rõ các khó khăn vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng trong công tác giải ngân và đề xuất biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công, nguồn vốn nước ngoài năm 2022. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà,
góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PV Gas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Sau khi lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ, trình Quốc hội. Sau khi dự thảo được gửi đi trước đó, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến tham gia của 10 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 18 địa phương, 4 hiệp hội và một số cá nhân. Qua tổng hợp ý kiến cho thấy các ý kiến đều thống nhất về sự cần thiết, mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết. Đa số các ý kiến nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo nghị quyết. Trong góp ý có một số ý kiến đề nghị xem xét, nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách miễn giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng trong trường hợp giá xăng trên thế giới tăng cao bất thường. Về đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì chỉ thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, không thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu các loại. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định giảm thuế, miễn thuế đối với hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Cũng theo Bộ Tài chính, xăng là nhiên liệu gốc hóa thạch không tái tạo cần phải sử dụng tiết kiệm nên hầu hết các nước đều thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng của Việt Nam hiện ở mức trung bình thấp so với các nước, đặc biệt thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam như Lào, Campuchia và Trung Quốc. Đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, sau nhiều ngày trinh sát theo dõi, vừa qua Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc, Hải đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì phối hợp với đội kiểm soát hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh phát hiện bắt giữ hai tàu số hiệu QN7395 và HP4658 có hành vi sang mạn xăng dầu trái phép tại khu vực biển cảng biển Hải Phòng. Số hàng được tàu QN7395 vận chuyển từ vùng biển Quảng Ninh về Hải Phòng tiêu thụ, sang mạn trái phép cho tàu HP4658. Tổng lượng hàng hóa vi phạm khoảng hơn 200 lít dầu DO và FO, trị giá ước tính hơn 3 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng loại hình tạm nhập tái xuất để sang mạn trái phép hàng hóa đưa vào tiêu thụ nội địa. Vụ việc đang được lực lượng hải quan tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Đây là một trong những vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng xăng dầu lớn nhất trên vùng biển Đông Bắc do lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ trong thời gian gần đây. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo về việc khuyến cáo nhà đầu tư đối với hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được Ủy ban Chứng khoán cấp phép. Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch, sử dụng công cụ truyền thông, báo chí, quảng bá cho các sản phẩm dịch vụ của mình để huy động vốn của các nhà đầu tư. Các đơn vị này huy động vốn của nhà đầu tư dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình, thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ. Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh. Ở phần cuối bản tin, như thường lệ sẽ là những thông tin cập nhật về thị trường chứng khoán tuần vừa qua. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục có một tuần giảm điểm rất mạnh trước áp lực bán ra mạnh trên diện rộng. Chỉ số VN Index đã giảm 6 tuần liên tiếp, chuỗi giảm tương đương hồi tháng 5 vừa qua. Chỉ số này đã mất gần 31% kể từ đầu năm và xuyên qua các ngưỡng hỗ trợ, rất gần vùng hỗ trợ tâm lý 1.000 điểm trước nhịp giảm hồi Covid. Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số VN Index dừng lại ở mức 1.035,91 điểm, giảm 96,2 điểm, tương đương với giảm 8,5% so với tuần trước. HNX Index cũng giảm tới 24,16 điểm, tương đương với 9,65%, dừng lại ở mức 226,09 điểm. Không chỉ giảm về điểm số, thanh khoản thị trường tuần qua cũng giảm khá mạnh vì tâm lý thận trọng. Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên toàn thị trường còn 13.824 tỷ đồng trên một phiên, giảm 12% so với tuần trước. Khối ngoại cũng có thêm một tuần bán ròng với 780 tỷ đồng. Mặc dù giảm điểm, nhưng điểm tích cực duy nhất trong tuần là thanh khoản tăng tốt trở lại trong hai phiên cuối tuần, cho thấy có dòng tiền bắt đáy. Rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu, nhưng nếu thanh khoản tiếp tục tăng nhờ dòng tiền bắt đáy, thì nhà đầu tư có thể chuẩn bị lựa chọn cổ phiếu cho danh mục chung dài hạn khi nhiều cổ phiếu đã giảm qua cả đáy Covid.
cũng như có nhiều cổ phiếu đã giảm từ 50 đến 60% kể từ đầu năm. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.